Thầy phong thủy tiết lộ ba bài văn khấn tả mộ Tết Thanh Minh đúng phong tục tập quán, giúp gia chủ giàu sang phú quý, cả năm làm ăn suôn sẻ, tiền vàng kéo vào ầm ầm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt 30 tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, với cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, từ xa xưa, Tết Thanh Minh đã trở thành một cái ngày lễ hội quan trọng, thiêng liêng, đi sâu vào cái tiềm thức của bao người Việt Nam trong và ngoài nước. Thanh Minh tuy không phải là một cái Tết lớn, nhưng lại gắn kết đạo đức với cái bổn phận làm con cháu của người Việt Nam. Bổn phận của con cháu tưởng nhớ đến công lao của tổ phụ, của những người đi trước. Đây chính là cái ngày giỗ tổ chung để mọi người có dịp báo hiếu, trả nghĩa, gọi là đền đáp phần nào ơn sinh thành, tạo dựng của tổ tiên. Tết Thanh Minh mang ý nghĩa cội nguồn, nhắc chúng ta không quên hướng về quê cha đất tổ. Người dân nhiều nơi thường kết hợp cái Tết Thanh Minh với cái Tết Hàn Thực, tức là cái ngày bánh trôi bánh chay được tổ chức vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Tuy nhiên, trên thực tế thì Tết Thanh Minh đi theo cái quy luật vận hành của mặt trời dương lịch, chứ không theo lịch mặt trăng như là cái Tết Hàn Thực âm lịch. Nó thường rơi vào từ ngày mùng 4 hoặc là ngày mùng 5 tháng 4 dương lịch đó. Và trong năm 2024 thì nó chính là ngày mùng 4 tháng 4. Và nó là ngày 26 tháng 2 âm lịch thì là cái thời điểm khởi Tết Thanh Minh. Đó. Thưa quý vị, cái phong tục làm cỏ, làm sạch mộ phần, ấy, sửa sang hoặc là thắp hương, đặt hoa quả thành kính để tưởng nhớ công ơn ông bà tổ tiên là những cái hoạt động quan trọng không thể thiếu trong cái tập tục này. Một trong những cái điều không thể thiếu đó chính là một cái bài văn khấn. Đấy. Và trong cái dịp lễ Tết Thanh Minh chúng ta sẽ có 3 bài văn khấn khác nhau. Một bài văn khấn ở ban thờ gia tiên, một bài văn khấn là ở miếu thần linh và một bài văn khấn là ở gì? Ở tại mộ phần. Ở trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 3 bài văn khấn này để quý vị có những cái bài văn khấn chuẩn chỉ nhất trong dịp Tết Thanh Minh, giúp quý vị yên tâm tự tin đấy và có những cái bài văn khấn đúng và chuẩn phong thủy, giúp quý vị là gì? Cầu gì được nấy. Quý vị thân mến, cái việc thắp hương vào ngày rằm mùng 1, đặc biệt là trong dịp Tết Thanh Minh, là một cái hoạt động tâm linh quen thuộc của không biết bao người Việt chúng ta. Bên cạnh cái việc chuẩn bị cái mâm dâng cúng, thì người cúng khấn cũng cần phải lưu ý nên khấn gì, cầu gì mỗi khi lên hương. Nhiều người cứ tiện mồm khấn với cái tư tưởng trần sao âm vậy. Thế nhưng, sự thật ý, nếu mà muốn việc thắp hương cầu khấn nó phát huy được cái tác dụng tốt nhất, trước tiên chúng ta cần phải khấn đúng bài đã. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về quyển sách Văn Khấn Toàn Thư. Trong này có 77 bài văn khấn. Trong đó có 2 bài văn khấn về lễ Tết Thanh Minh, đúng không ạ? Tại mộ và tại miếu thần linh. Giúp cho quý vị khấn đúng bài. Theo đó, không phải ai cũng biết cách thắp hương khấn vái tổ tiên trong cái ngày Tết Thanh Minh thế nào cho chuẩn phong thủy, đúng không ạ? Đặc biệt là trong cái Tết Thanh Minh năm 2024 sắp tới đây. Sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 3 bài văn khấn lên hương gia tiên để cái việc thờ cúng không phạm phải những đại kỵ mà lại mang lại hiệu quả, giúp cho quý vị cả năm làm ăn suôn sẻ, tiền vàng cứ kéo vào ầm ầm. Chi tiết xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta cũng cần phải tìm hiểu một chút về cái Tết Thanh Minh. Như quý vị đã biết, cái Tết Thanh Minh nó được bắt nguồn từ Trung Quốc. Chuyện kể rằng cái đời thời Xuân Thu, vua Tấn Văn Công ở nước Tấn gặp loạn phải bỏ nước đi lưu vong. Nay chú ở nước Tề, mai chú ở nước Sở. Bấy giờ có một hiền sĩ tên là Giới Tử Thôi theo giúp vua để gì? Giúp đỡ mưu kế. Một hôm trên đường đi lánh nạn, lương thực cạn, Giới Tử Thôi đành lén cắt một miếng thịt ở đùi và nấu lên dâng vua. Vua ăn xong hỏi ra mới biết, đem lòng cảm kích vô cùng. Giới Tử Thôi theo phò vua Tấn Văn Công trong 19 năm trời, cùng nhau nếm trải bao nhiêu những gian truân, những nguy hiểm. Về sau Tấn Văn Công giành lại được ngôi báu, trở về làm vua nước Tấn, phong thưởng rất hậu cho những người có công, nhưng lại quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình làm được việc gì cũng là cái nghĩa vụ tôi tớ của mình, chứ không có công lao gì đáng nói. Vì vậy, ông về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn. Tấn Văn Công về sau mới nhớ ra, cho người đi tìm, Giới Tử Thôi không chịu rời cái Điền Sơn ra lĩnh thưởng. Tấn Văn Công hạ lệnh đốt rừng,
mong muốn thúc ép Giới Tử Thôi phải chạy ra, nhưng ông nhất định không chịu tuân mệnh. Rốt cục cả hai mẹ con ông đều chết cháy. Vua Thương Xót lập miếu thờ và hạ lệnh cho nhân gian phải kiêng đốt lửa trong 3 ngày, chỉ ăn đồ ăn nguội đã nấu để tưởng niệm. Khoảng thời gian này từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 5 tháng 3 âm lịch hàng năm. Từ đó ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm được coi là ngày Tết Hàn Thực, tưởng nhớ đến công ơn dưỡng dục của những người đã khuất. Từ thời Lý, nhân dân ta đã biết tiếp nhận cái Tết Hàn Thực như cái ý nghĩa của cái Tết này đã biến đổi và mang đậm cái màu sắc truyền thống phù hợp với cái tâm lý cũng như là cái cuộc sống của người dân Việt Nam. Vào ngày Tết Hàn Thực, trong Tết Thanh Minh thì người ta cũng kiêng kỵ lửa, mọi việc nấu nướng thì vẫn được thực hiện, chỉ có điều người Việt dùng bánh trôi, bánh chay cho cái Tết Hàn Thực với cái ý nghĩa là tượng trưng cho thức ăn nguội, lạnh, hàn. Vì vậy, người Việt ta thường gọi cái Tết Hàn Thực bằng một cái tên khác hay là Tết bánh trôi, bánh chay. Thứ hai là những cái việc làm trong ngày Tết Thanh Minh. Thì đối với người Việt, Tết Thanh Minh còn gọi là cái dịp Tết để con cháu hướng về nguồn cội. Dù ai đi đâu, về ở đâu thì đến ngày 3 tháng 3 âm lịch cũng cố gắng về với gia đình để được tảo mộ, để được cùng nhau ngồi bên mâm cơm, sum họp với gia đình. Những ngôi mộ được người nhà dọn dẹp sạch sẽ, vun đắp thêm cái phần đất mới. Đó là những cái tâm đức của những người sống đối với những người đã khuất. Theo thông lệ, từ trước đến nay, cứ sau cái rằm tháng riêng là người ta đã lo cái việc đắp mộ cho những người đã quá cố. Trước Thanh Minh một ngày để đi cúng mộ, đấy, người ta cũng chuẩn bị một cái bộ tam sinh, giấy ngũ sắc, nhang, đèn, giấy tiền, vàng mã và quần áo giấy. Các loại bánh trái, thức ăn, thức uống tùy theo cái sở thích của mỗi nhà. Cái bộ tam sinh dùng để gì tế trong các đại lễ như là gì bò, heo, dê. Ngày nay có thể theo các phong tục tập quán của mỗi địa phương và hoàn cảnh của từng gia đình mà làm cái bộ lễ khác nhau. Công việc chính của việc tảo mộ là sửa sang lại cái ngôi mộ của tổ tiên cho được sạch sẽ. Nhân cái ngày Tết Thanh Minh thì người ta cũng mang xẻng cuốc để đắp lại nấm mồ cho đầy đặn, dẩy hết cỏ dại và những cái cây hoang mọc trên mộ, cũng như là tránh không để các loại động vật hoang dã như là rắn, rết, chuột nó đào hang làm tổ trong mộ, mà theo suy nghĩ của họ có thể là phạm phải cái tâm linh, cái linh hồn của những người đã khuất. Sau đó những người tảo mộ thắp vài nén hương, đốt vàng mã hoặc là đặt thêm cái bó hoa tươi cho linh hồn của những người đã khuất. Bên cạnh những cái ngôi mộ được trông nom chăm sóc, còn có những ngôi mộ vô chủ, không người thăm viếng. Những cái người có lòng nhân đức không khỏi mủn lòng thường là cúng thắp mỗi một ngôi mộ một nén hương, đốt nấm vàng mã cho những cái ngôi mộ này. Tại các nơi bãi tha ma hoặc là nghĩa trang ấy, có lập cái am để thờ chung những cái mồ mả vô chủ, gọi là am chúng sinh. Và mỗi một cửa am có một bà đồng sớm tối đèn nhang để thờ phụng. Trong ngày Tết Thanh Minh, khu vực nghĩa địa đã trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Các cụ già thì lo khấn vái tổ tiên ở nơi mộ phần. Trẻ em cũng được cha mẹ hay là ông bà đưa đi tảo mộ, trước là để biết dần những cái ngôi mộ của gia tiên, sau đó là để tập cho chúng cái sự kính trọng tổ tiên qua cái phong tục là viếng mộ. Những người mà quanh năm đi làm ăn xa cũng thường trở về vào cái dịp này, có thể sớm 1 ngày, 2 ngày hoặc là 3 ngày vì nhiều lý do khác nhau để tảo mộ gia tiên và sum họp của gia đình. Thì ngoài cái tục lệ trên ấy, thì người Việt Nam còn có tục lệ làm bánh trôi, bánh chay để thắp hương. Sau đó cả gia đình quây quần bên nhau thưởng thức cái hương vị đậm đà của món ăn này. Tết Thanh Minh cũng nhắc nhở chúng ta nhớ về quê hương, về cội nguồn, phảng phất trong lòng bóng dáng của những người là cái dấu ấn quê hương không dễ bị phai mờ theo năm tháng. Quê hương, nguồn cội chính là cái tài sản tinh thần vô cùng to lớn đối với mỗi cá nhân chúng ta. Nếu mà không có điều kiện trở về quê hương trong dịp Tết Thanh Minh, quý vị xin hãy hướng về cái nơi linh thiêng ấy, bởi quê hương theo chúng ta suốt cuộc đời in đậm cái dấu ấn văn hóa trong từng cái nhân cách của mỗi con người. Và sau đây Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 3 bài khấn về Tết Thanh Minh, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta có bài văn khấn Tết Thanh Minh tại nhà. Thì cái bài văn khấn Tết Thanh Minh tại nhà thì quý vị cũng khấn tương tự như cái bài văn khấn về rằm mùng 1 nhá. Thì quý vị có thể mở cái trang 4 nhá, trang 4 của quyển sách Văn Khấn Toàn Thư, để gì, để khấn bài văn khấn đó, nó giống như bài văn khấn rằm mùng 1. Sau đây là cái bài văn khấn về Tết Thanh Minh tại nhà.
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị vái ba vái. Con lại chín phương trời, lại mười phương chư Phật mười phương. Con lại gia tiên tiền tổ, họ hàng nội ngoại, hai bên gia tộc họ. Con lại bà tổ cô, ông mãnh, ông bà, cô bé đỏ, cậu bé đỏ, tại gia. Hôm nay là ngày, tháng, năm. Nay con giữ việc thờ phụng gia tiên. Đấy. Tín chủ con, tên, sinh năm, ngụ tại địa chỉ, cùng toàn gia trước ban thờ gia tiên cúi đầu bái lễ. Kính mời thổ công táo quân đồng lai cách cản, kính dâng lễ bạc, chầu, rượu, trà vàng, hương, hoa quả cùng vật phẩm lòng thành nhân cái dịp Tết Thanh Minh. Kính mời hương hồn nội ngoại tổ tiên, cụ kỵ ông bà cha mẹ, cô dì chú bác, anh chị em chứng giám và hưởng lễ. Con tâm thành kính bái, cúi xin gia tiên tiền tổ, bà tổ cô, ông mãnh, ông bà nội ngoại họ phù hộ độ trì, để tâm xếp nếp, vuốt ve che chở cho đại gia đình con được bình an thịnh vượng. 3 tháng mùa hè, 9 tháng mùa đông đều mát mẻ tốt tươi, điểm lành mang lại, điểm dữ thì mang theo, cho công việc gia đình được thuận buồm xuôi gió, gặp được nhiều may mắn bình an. Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin gia tiên chứng minh chứng giám cho lòng thành của toàn thể gia quyến chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là cái bài văn khấn trên ban thờ gia tiên trong cái ngày Tết Thanh Minh. Tiếp theo là bài văn khấn thứ hai. Bài văn khấn thứ hai thì chúng ta biết là cái lễ Tết Thanh Minh chúng ta phải đi tảo mộ, đúng không ạ? Nếu mà quý vị mà ở trong cái nghĩa trang ấy, mà có cái miếu thần linh thì quý vị sẽ sử dụng cái bài văn khấn này nhé. Sau đây là cái bài văn khấn lễ tại miếu thần linh. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con lại chín phương trời, lại mười phương chư Phật mười phương. Con kính lại ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lại ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con kính lại ngài Đương Niên Thái Tuế, Chí Đức Tôn Thần. Con kính lại ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị đại vương. Con kính lại Đức Quảng Trang cùng các vị chư thần bộ hạ cai quản ở nghĩa trang. Quý vị đọc tên nghĩa trang nhé, địa chỉ nghĩa trang ra. Con kính lại ngài Bản Sứ Thần Linh Thổ Địa Tôn Thần sở tại. Con kính lại các ngài Ngũ Phương Ngũ Thổ Long Mạch Tôn Thần, các ngài Tiền Chu Tước Hậu Huyền Vũ Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ, Nhị Thập Tứ Sơn Thần Quan cùng chư tôn thần cai quản trong đất này xứ này. Con kính lại hương linh nội ngoại hội đồng gia tiên họ được an táng tại nghĩa trang nơi đây. Hôm nay là ngày, tháng, năm. Gia chủ chúng con là sinh năm, cùng các thành viên trong gia đình họ tên, năm sinh. Chúng con cư ngụ tại địa chỉ. Nhân ngày lành tháng tốt, nhân tiết thanh minh tại nghĩa trang. Quý vị đọc tên nghĩa trang nhé. Chúng con sửa sắm lễ vật, hương, hoa, trà quả, kim ngân, tài mã, dâng hiến trình cáo tôn thần. Xin phép các ngài được cắt cỏ dọn dẹp khu mộ của gia tiên họ nhà chúng con. Kính cáo cùng các vị tôn thần, hương linh của gia tiên chúng con được an táng tại nghĩa trang khu đất này. Nhờ có công đức của các vị tôn thần để cho mộ phần họ nhà chúng con được yên ả, êm đẹp, xương cốt được vẹn toàn, thường xuyên được ân xá nuôi về cùng con cháu. Ân đức này toàn thể gia đình chúng con cúi xin cảm tạ. Chúng con xin cúi lại thần linh đất này, thành hoàng bản thổ cùng các vị chư thần tôn thần cai quản nơi nghĩa trang. Đất lành chim đậu, đức dày thanh cao, chúng con xin phép được cắt cỏ dọn dẹp, tu tạo lại mộ phần của gia tiên chúng con nơi đây. Xin các ngài hoan hỷ, thụ lộc, nhận lễ vật, chứng giám lòng thành của chúng con. Các ngài phù hộ cho mộ phần gia tiên họ chúng con được yên muôn thuở, hồng ân đời đời, gia ân mãi mãi không thôi. Chúng con xin có vài câu khấn bái tạ thủ mộ thần quan, cho chân linh dưỡng khí, cho hải cốt được vẹn toàn, gia tiên phù hộ cho con cháu trần gian gia đạo bình an, an khang, mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn. Chúng con cầu xin gia tiên họ các cụ hiển linh chứng giám tiếp dâng lễ vật đến các vị tôn thần, phù hộ độ trì cho con cháu gia đạo thể hưng vượng, sức khỏe dồi dào, gặp quý nhân phù trợ, chỉ đường dẫn lối cho con cháu làm ăn gặp nhiều may mắn, tứ tiết thì có điểm lành tiếp ứng. Chúng con lễ bạc tâm thành trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì, phụng duy cẩn cáo. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Thì cái bài văn khấn về Tết Thanh Minh tại Miếu Thần Linh và Nghĩa Trang nhé, nó có trong ở trang 43. Trang 43 và trang 44 của quyển sách Văn Khấn Toàn Thư. Quý vị hãy thỉnh cái quyển sách Văn Khấn Toàn Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Văn Khấn Toàn Thư nhé, để gì chuẩn bị cho mình những cái bài văn khấn trọn đời trong các dịp lễ Tết, Dỗ Chạp, Rằm mùng 1, cũng như là thắp hương thần tài thổ địa, lập bát hương và các nghi lễ về đình đền miếu phủ chùa chiền vân vân, động thổ khai trương. Đó. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 nhé, để thỉnh quyển sách Văn Khấn Toàn Thư nhé. Đó. Đó là cái bài văn khấn tại Miếu Thần Linh. Và tiếp theo ở cái trang 44 thì nó sẽ là cái bài văn khấn tại gì, tại mộ. Đó. Chi tiết về bài văn khấn như sau. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, lạy mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con kính lạy ngài Đương Niên Thái Tuế, chí đức tôn thần. Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị đại vương. Đức Quan Quản Trang cùng chư vị bộ hạ cai quản ở Nghĩa Trang. Đợi quý vị đọc địa chỉ của Nghĩa Trang nhé. Con kính lạy các ngài bản xứ thần linh thổ địa tôn thần sở tại. Con kính lạy các ngài ngũ phương ngũ thổ long mạch tôn thần. Các ngài Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Nhị Thập Tứ Sơn Thần Quan cùng các chư tôn thần cai quản trong Nghĩa Trang xứ này. Con kính lạy cụ ông cụ bà nêu tên ngày mất an táng tại Nghĩa Trang. Hôm nay là ngày, tháng, năm. Gia chủ chúng con là sinh năm. Cùng các thành viên trong gia đình, họ tên, năm sinh. Chúng con cư ngụ tại địa chỉ. Nhân ngày lành tháng tốt, gặp Tiết Thanh Minh tại Nghĩa Trang. Quý vị đọc tên Nghĩa Trang nhé. Chúng con cùng toàn thể gia đình con cháu nhờ công ơn dưỡng dục, nền đức cao dày, gây dựng cơ nghiệp của chạnh lòng nghĩ đến âm phần nơi hoang vắng, tín chủ con thành tâm sắm lễ, thắp nén tâm hương, kính dâng trước mộ, kính mời chân linh, lai lâm hiến hưởng. Chúng con xin phép được sửa sang mộ, bồi sa, bồi thổ, cho được dày bền, tu sửa minh đường cho ngôi mộ được vững chắc. Nhờ ơn thần Phật phù trì, đội ơn đức thần Phật che chở, cảm niệm thần linh phù hộ, khiến cho được chữ bình an, âm siêu dương thái. Cúi xin linh thiêng chứng giám thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho con cháu qua lại soi xét cửa nhà, che chở cứu nạn, ban tài tiếp lộc, điểm lành mang đến, điểm dữ xua đi, độ cho gia đạo hưng vượng, con cháu vinh hưởng lộc trời, gia trẻ nhuần ơn Phật Thánh. Chúng con lễ bạc tâm thành cúi xin chứng giám. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó. Đó là cái bài văn khấn Thanh Minh tại mộ. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ba bài văn khấn Tết Thanh Minh, đúng không ạ? Thì quý vị cũng thể tham khảo thêm cái quyển sách Văn Khấn Toàn Thư ở cái trang 43, 44 nhé, để có cho mình, chuẩn bị cho mình những bài cúng khấn trọn đời. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.